Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của Quốc Chiến. Hôm nay Quốc Chiến đã có mặt tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mà gặp lại cái nhân vật là mẹ con của cô Sáu An Toàn. Thì bây giờ thì cô Sáu báo với mình rằng cô đã lấy được cái giấy chứng minh nhân dân ở quê gửi vào. Thì Quốc Chiến sẽ tới và trao cái phần tiền còn lại và đang giữ giùm cô Sáu là 50 triệu đồng và giúp cô làm cái sổ tiết kiệm để mà sử dụng lâu dài ha. Về phần cô Sáu thì mọi người cũng yên tâm, thì có một số mạnh thường quân ở nước ngoài cũng đã xin thông tin và hàng tháng người ta sẽ hỗ trợ ít nhiều cho mẹ con cô thì cũng ổn định hơn rất là nhiều. Hai bà cháu đi đâu vậy? Hai bà cháu đi uống sữa qua nước. Uống sữa hả? Uống xong chưa? Chưa, mới uống. Trời ơi em bé kia, uống sữa đi. Mà nó không uống cho đâu. Uống đi, không là chú Duyên đánh đòn á, uống đi. Chào chị. Con nào chị vừa qua, chứ qua xuống xíu không có nhà rồi. Dạ đi đâu vậy? Chào chị. Mới đi về hả? Mới đi về đây. À. Em bé nhỏ cũng uống sữa mà em bé anh Toàn cũng sữa luôn. Em bé vô chơi kìa. Dạ. Chị hàng xóm hả? Dạ. Trời ơi sao ở tối vậy? Giờ quải mới vô chơi ơn nhà. Dạ. Rồi đi khám bệnh bác sĩ nói sao? Không đi đi. Từ thuốc huyết áp là đi lấy. Bà Sáu tiết kiệm điện mà đúng không? Chứ đâu phải là... Dạ, tiết kiệm điện. Ban đêm cũng tiết kiệm mà. Ban đêm cũng vậy hả? Ban đêm cũng không bật điện luôn hả chị? Cô Sáu phải 6 giờ mới bật hả? 6 mấy giờ mới bật à? À, sợ tốn tiền điện. Tiết kiệm lắm hả? Đó, cô Sáu thấy chưa? Hàng xóm... 89 chục ký điện tháng luôn mà. Vậy ha. Ở đi khám sao rồi? À, không, huyết áp, cứ hết thuốc là đi lấy thuốc. Thì lấy thuốc thôi bình thường thôi đúng không? Lấy thuốc bình thường. Thế là anh Toàn anh đang uống sữa. Cười cái gì mà cười. Một là uống sữa chắc mất 20 phút cô Sáu. Một tiếng lừa đủ bà qua đây chơi. Qua chơi chút xíu coi. À. Không ai gạo hả? Ai gạo cho Sáu đi. Rồi anh Toàn, má tí qua chơi kìa. Vậy hả? Đôi máy cho mua đôi một tịt máy cho cái lái ảo để sắm. May đẹp quá. May đồ đó. Ngoài này em bé cũng đã uống sữa nè. À, hai em bé đã uống sữa, bên trong anh Toàn cũng đã uống sữa. Lâu lâu mới xuống được thăm nên là rượu cô Tuyết qua chơi. Đây cô Tuyết ngồi đây chút xíu coi. À, thấy dễ thương không các bạn? À, cô Tuyết là bắt đầu may áo tặng cho cô Sáu. Áo mà may đây chưa mặc đi đâu cũng mặc từ về thay ra may cho ông bộ mặc trời Tết. Dễ thương ha. À, đây các bạn thì hôm nay Quốc Chiến đang đưa cô Sáu đi làm cái sổ tiết kiệm. Thì ở đây mình gửi 50 triệu đồng. Thì khi tới thì một nhân viên của ngân hàng á cũng nhận ra Quốc Chiến thì cũng gửi thêm cho cô, tặng cô 1 triệu nữa là được 51 triệu đồng. Mình sẽ gửi hết vô trong sổ tiết kiệm ha. Thì hello mọi người. Bây giờ thì Quốc Chiến vừa đưa cô Sáu đi làm sổ tiết kiệm xong. Do cái lý do an ninh và cũng như là bảo mật cho khách hàng thì Quốc Chiến không có quay trong cái quá trình làm sổ cho mọi người xem được. Đây là cái sổ đây cho mọi người xem đi cô Sáu. Đây mọi người, đây là sổ tiết kiệm của cô Sáu ha. Đã làm là tổng cộng là cái đợt trước khi mà Quốc Chiến giữ là còn 50 triệu đồng. Thì hôm nay mình đi làm sổ tiết kiệm là 50 triệu đồng nhưng mà rất là bất ngờ các bạn. Khi mà tới thì có một cái chị nhân viên đó cũng xem kênh của Quốc Chiến. Thì chị rất là dễ thương và tốt bụng, chị đã tặng thêm cho cô Sáu 1 triệu để mà bỏ vào sổ là mình làm cái sổ tiết kiệm là 51 triệu đồng. Sau đó khi về cổ còn cho thêm một cái phong bì này nữa. Thấy bất ngờ rồi đó. À, bất ngờ quá vui, quá xúc động luôn á. Vậy hả? Mừng mấy đồng cũng mừng luôn. Sao mà rung? Mừng cầm một con tiền vậy tự nhiên ngồi xong cái nó rung. Tôi hít sâu thở ra, hít sâu thở ra rồi. Hồi giờ có khi nào cầm cục tiền bự vậy chưa? Tiền mà mình làm ấy thì hồi giờ là chưa bao giờ có. À, chỉ có một lần duy nhất cô Sáu cầm nhiều tiền như vậy. Đó là cái lần mà người ta đền bù cho cái việc mà đánh con của cô bị 41 triệu mấy trăm. À, nhưng mà cũng không nhiều bằng lần này. Thôi, bây giờ là cũng ổn rồi, bây giờ mình về đi các bạn. Làm xong sổ rồi, lại gặp được thêm quý nhân tốt bụng ở ngân hàng giúp đỡ. Vừa cho thêm 1 triệu để mà làm vào trong cái sổ tiết kiệm á. Là cho thêm tiền ăn nữa, rất là dễ thương. Cảm ơn chị rất là nhiều nếu mà chị xem được cái video này. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô Sáu Cô Sáu gửi lời cho cô ấy đây, chắc chắn là cô ấy sẽ xem được cái video này. Cho cô Sáu xin gửi lời, cô gì cô mới làm được, kêu cô tên gì? Vậy cô tới đây được rồi. Cô ở trong ngân hàng đó đi. Mới vừa giúp đỡ cho cô đi là 1,2 triệu nữa. Thì chúc cho chị là một năm mới được nhiều sức khỏe, được nhiều sức khỏe. Thôi bây giờ mình về nhà ha. Nay về tới nhà rồi, nãy giờ có bán được gì không vậy? Bán được có 1.000 đá đó. 1.000 đá đấy hả? Đó làm đang cần đó. Dạ. Các bạn vừa đi làm sổ về, anh bán được 1.000 đá rồi. Cầm tiền trên tay luôn á. Cầm giữ vậy ha, thôi cho chú Chiến đi. Rồi tiền này để chú Chiến đi ăn kem nha. Cho không? Cho không? Cho ha. Cho để tay xuống, cho để tay xuống. Không có chịu để tay xuống là không cho rồi. Trời dạ, không cho. Dạ, đấy bạn, thì hôm nay vừa đi làm cái sổ tiết kiệm về cho cô. Sổ này là trong 1 năm. Thì năm sau là hết thời hạn 1 năm là cô Sáu có thể là đi rút lại được. Nếu như không có rút á, thì giống như nãy chị đã cũng nói rồi, thì nó sẽ từng cộng dồn vô. Cứ vậy nó cứ tăng lên từ từ. Khi nào cần thì rút cũng được, không có vội ha. Vậy cái sổ này thì giữ cẩn thận, mất thì ra ngân hàng để mà báo ngay cho người ta để người ta xử lý ha. Còn cái việc mà đi rút tiền thì chỉ có một mình cô Sáu rút được thôi. Để cô Sáu đứng tên sổ này và cô Sáu cầm chứng minh nhân dân ra và ký đúng cái chữ ký là lúc nãy ha. Các bạn, cô Sáu giữ lấy. Coi dừng mất nha, đưa cho Toàn, anh Toàn coi đi. Đây, cái sổ à. Đó, sổ là sổ của hai mẹ con á. Anh Toàn vui không? Có sổ để mà lỡ khi mà ốm đau bệnh tật gì đó rút ra xài. Mỗi tháng có lãi. Cái sổ này á là tất cả mồ hôi nước mắt của bà con, cô bác gần xa trong nước và ngoài nước, thậm chí còn có các em nhỏ nhịn là tiền ăn sáng nữa là cho là giúp đỡ cho cái sổ này, là hai mẹ con là cảm ơn rất là nhiều. Mà được cô Sáu cũng xin hứa với tất cả bà con là đồng tiền này cô Sáu giữ mà chi tiêu cho anh xứng đáng cho hợp lệnh cái đồng tiền này, có một tiền mồ hôi nước mắt của bà con. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn bà con rất là nhiều, nhất là cảm ơn nhất là cái tình cảm mà của bạn của Toàn này, từ cấp 1 tới cấp 3 mà chồng đi làm mà không về được mà nhờ vợ qua đi thăm giùm này, rồi con không về được mẹ thăm giùm này, tình cảm đó là thiệt sự là nhớ. Không tất cả là của mọi người đều đáng quý cả. Và lúc nãy cô Sáu cũng tâm sự với cô Chiến là cái số tiền này cô không có dám dùng, cô muốn là để sổ đó để mà lỡ sau này có ốm đau bệnh tật hay là gặp cái sự cố gì á. Đúng rồi, và bây giờ thì cô vẫn tiếp tục là buôn bán rồi làm những cái đồ thủ công này nè mà để kiếm sống. Thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho hai mẹ con. Đặc biệt là những người mà không có quen biết gì cả, nhưng mà khi mà người ta xem cái câu chuyện người ta rất là cảm động. Lúc nãy giống như là cô Sáu thấy ra mọi người rất là thương ha. Ngân hàng có cái cô trong ngân hàng mà cô mà đang làm sổ đó, cô có cho là 1 triệu nữa. Cô Chiến nói là cái kênh Quốc Chiến cô đó nói là cô có xem, rồi cô có gửi cho 1 triệu rồi. Dễ thương ha cô Sáu. Cô đó cho thêm 200.000 để về ăn uống cho anh uống. Một chị tiếp viên ngân hàng, nhân viên ngân hàng rất là dễ thương. Làm sổ giúp rồi khi mà hiểu được cái hoàn cảnh của cô Sáu á, thì cũng là góp mà 1 triệu để mà làm cho cô Sáu là có thêm 51 cái sổ 51 triệu đồng. Sổ là được 51 triệu. Ngoài ra là khi mà về thì còn cho thêm tiền để mà về mua đồ ăn nữa, rất là dễ thương. Những cái tình cảm như vậy là làm cho Quốc Chiến rất là xúc động. Đặc biệt hơn nữa là sau khi mà mình đăng lên đó, cô Sáu ngồi đi, cũng có những cái anh chị em ở nước ngoài cũng rất là thương. Người ta không có chỉ là giúp đỡ mà người ta còn giống như là một người bạn, phải không cô Sáu? Hằng ngày là gọi điện hỏi thăm rồi. Cô Mai và cô Thảo. Thì cũng rất là cảm ơn chị Mai với chị Thảo ở nước ngoài đã đồng hành với là anh Toàn. Cái điều đặc biệt trên kênh của ông Chiến là khi mà ông Chiến quay á, ngoài cái việc mà giúp đỡ được cho nhân vật á, còn kết nối được rất là nhiều người với nhau. Và nhiều trong số đó đã đồng hành cùng nhân vật như là những cái người bạn, những người thân trong gia đình. Đây không phải là cái trường hợp đầu tiên mà hầu hết những cái nhân vật mà có cái sự cố gắng, có cái sự chân thành á, đều nhận được những người đồng hành tương tự. Rất là nhiều nhân vật Quốc Chiến là như vậy. Rồi thông qua đây là một lần nữa xin cảm ơn hết tất cả bà con. Nhờ cái số tiền mà bà con ủng hộ cho là không có đợt gì của hai mẹ con về quê là em có làm một việc rất là ý nghĩa là mua được cái tấm bức để thờ của bàn thờ ba mẹ. Là sau 13 năm con không khắp cho mẹ được miếng nhang nào, đó là mua cái tấm bức đó là chỉ có 550.000 thôi, nhưng mà đổi lên bàn thờ má thấy rất là đẹp, cũng cảm ơn tất cả tấm lòng của bà con nhờ cái số tiền đó. Tấm bức là tấm gì? Tấm bức đó mình thờ trong bàn thờ để trong bàn thờ không kêu cái tấm bức là tấm liễn một gì đó, tấm bức gì treo. Nói chung là một cái tấm để mà thờ phụng chỉ 550.000 thôi, nhưng mà nó đẹp đó, mình làm được cái việc đó là thành. Các bạn biết không, cô Sáu thì cũng rời xa quê 13 năm và cũng mới về quê cách đây một thời gian ngắn thôi. Thì trong cái dịp thời quê đó, cô đã kịp làm lại cái bàn thờ cho mẹ mình và thắp cho mẹ một nén nhang sau 13 năm là chưa có thể nào thắp cho mẹ một nén nhang được. Đó là cái điều rất là ý nghĩa. Quốc Chiến cũng rất là quý cô Sáu ở cái điểm này khi mà nhớ về cha mẹ của mình như vậy ha. Rất vui, nhưng mà cũng nhờ cái sự đóng góp của bà con nên mình mới đi về được. Cái chuyến đó là chuyến đi đó là rất là ý nghĩa, nhớ hoài không bao giờ quên được. Mà không chỉ là một mình nhớ, nhưng mà chắc cả gia đình mình là cũng đều nhớ ngày nữa. Các bạn thì Quốc Chiến rất là cảm ơn cái sự đồng hành của mọi người để tạo ra cái điều kỳ diệu này, giúp cho hai mẹ con thực hiện được cái điều ước của mình, rồi còn giúp cho họ có thêm một cái số vốn để mà có thể là trang trải lúc cuối đời. Ngoài ra cái điều quan trọng nhất cũng chính cảm thấy là mọi người đã kết nối được với nhau để có thêm những cái người đồng hành cùng hai mẹ con ha. Thì hai mẹ con cố gắng hơn trong thời gian tới nha. Rồi nữa sẽ cố gắng thật là nhiều để cho bà con được vui, được an tâm. Toàn cũng vậy nha, ráng giữ sức khỏe với là nghe lời mẹ nha. Vô cái ngày thứ Bảy sáng Chủ Nhật là bạn của Toàn có qua cho là 6.200.000 rồi mua cái điện thoại này là 2.200.000 để cho cô Mai gọi là cô Mai để có thể thấy hình không? Cô Mai nói đi một lần đi mua cạc là khó lắm, xa lắm, Mỹ khó lắm. Vậy là xong là mới mua được cái điện thoại này là không chưa biết xài ha. Nhiều. Ai gọi thì nghe chứ còn mà tự gọi đi hay là nhắn tin chắc là từ trước tới giờ đây là cái điện thoại thông minh rồi. Đây là đầu tiên nhất mà mi xài điện thoại này. Chưa rành lắm. Tại vì hôm nay còn cô Thảo thì sao cô Thảo không có gọi hình được. Cô Thảo đó có điện thoại là cô Thảo nhìn Toàn, cô Thảo gọi mỗi ngày luôn. Vui ha. Mỗi ngày luôn. Mà buồn một cái là cô Thảo không tin là Toàn con ruột. Cô Thảo có nói có phải là con ruột không? Con ruột thật sự mà cô Thảo cứ nói có phải là con ruột không? Cô Thảo cứ hỏi hoài là phải là con ruột không? Cô Thảo hỏi cho biết thôi chứ không có gì cả. Tại khi mà người ta muốn đồng hành giúp đỡ với ai lâu dài, người ta phải xác tín cái thông tin đó thật chính xác thì cũng không có vấn đề gì cả. Nói một lời nào luôn á, nó thiệt sự luôn, có làm sao nói vậy luôn á. Thôi vậy thì hôm nay Quốc Chiến cũng dành cái thời gian để mà ghé thăm hai mẹ con một chút xíu, rồi dẫn cô Sáu đi làm sổ tiết kiệm, thì coi như là Quốc Chiến cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mọi người giao phó rồi ha. Thì chắc là trong cái thời gian tới thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ ổn hơn trước rất là nhiều khi mà có cái sự đồng hành của mọi người ha. Thôi bây giờ Quốc Chiến xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái chương trình mới nha. Xin chào hẹn gặp lại. Cảm ơn Quốc Chiến rất là nhiều. Chiến là cái nhịp cầu nói lớn nhất mới được như vậy. Cô Sáu chào mọi người đi. Rồi chào mọi người, con Trang này con. Chào mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Biết ơn, nhớ ơn luôn chứ không. Cảm ơn không nữa.